Rồi tiếp hiệp 2 nha. Hiệp 2 em lên một lô M65 rần ri lẫn lộn ô liu có, sa mạc có ạ. Rồi đầu tiên em lên một con rần ri Size Summon Reveler. Con này nó bị gì anh nào vác cái vai nó bị đốm đốm đấy, ít phát này. Đó, anh em lưu ý giùm em này. Đấy nha. Về tay này. Bị cái đốm này. Một tem lụa. Dây giới mất này. Đó. Chạc còn ok. Mặt nó còn ok, đằng sau này nó bị lem từ cái vai này qua nha. Nhưng mà không, nó chỉ nhìn là nó thấy cái vết bệt bền nó khác tí thôi. Chứ nó chả sao, sau lưng còn ok. Đây ông tay đây. Anh em lưu ý giùm em nha. Con này bán giá lâu đồng, sai hiếm mà bán giá lâu đồng cho anh em về mặt lâu đồng thôi, chứ đồng này. Một tem lùa nữa. Con này đồ mới còn 95%. Size Summon Sock 60-70 kg, cao 1m, giới 1m7 nha. Giới 1m7, thân đồng cổ nhựa đời 84. Thân đồng cổ nhựa đời 84. Đời 84, thân đồng cổ nhựa. Đồ mới con này còn 95%, 95-96%, 95% thôi. Bị cái vết đó còn 95. Ai chốt con này chốt giùm em 900 mã 13. Không lủng rách nha, chỉ có bị cái vết sau vai này em đã báo nha. Anh em lưu ý giùm em này. 900 mã 13. Con này mà đẹp bình thường em bán chỗ mấy không à. Mà thân đồng này là phải hơi, cái dây đồng này đã 300 ngàn rồi. 300 đến 400 rồi. Ai chốt 900 mã 13 giùm em. 900 mã 13. Còn em lên một con xanh ô liu, Size Summon Reveler. Đời 3 tem. Túi trắng này, đời 3 tem. Không cầu vai nha, đời 3 tem đầy đầu nha. Đời đầu con này bị dơ này, anh em lưu ý giùm em, bị dơ ông tay này. Em báo ấy nha, bị dơ này, đây bị dơ này. Đó, anh em lưu ý giùm em báo này, bị dơ này. Con này em phải báo cho kỹ tí, anh em thông cảm nha, hàng này nó có đôi con lỗi em báo kỹ nha. Bị dơ này. Vê bị lúng này. Đó, bị dơ này. Ống tay bị dơ. Rồi mặt trước này. Trước này trên túi cũng bị dơ này, dơ nhẹ này. Dơ đất nha. Rồi. Đây cũng bị dơ này, dơ đất, chỗ này giặt chắc được. Ok, mấy cái chỗ này thì nó dơ, anh em về đằng nào cũng phải giặt hết. Dây còn này. Cổ bị dơ này. Anh em lưu ý giùm em cổ bị dơ nha. Nó nhìn xa xa cho anh em thấy này. Đấy, bị dơ này. Rồi giờ qua mặt bên này này. Ở đây bị lúng một lỗ này. Siêu này. Cái này thì anh em về may cái cúc lên là không thấy đâu. Tại vì M65 nó có nhiều cái lỗ cúc may này. Đó, may lên đây một cái cúc này. Đó, may lên đây một cái cúc nha. Là không thấy này. Đấy, không thấy. Rồi. Đằng sau này cũng bị dơ này, dơ nhẹ này. Anh em thấy không ạ? Đó, em dơ cho anh em nhìn này. Đó, bị dơ đấy nha. Một tem này này. Ống tay này cũng bị dơ này. Bị dơ. Em like vậy anh em có thấy không ta? Bị dơ này. Đó, bị dơ. Rồi, trên vai này cũng bị dơ này. Dơ đất này. Dơ đất mù con nha. Size Summon Reveler đồ mới con này còn 95%. Size Summon Reveler 60-70 kg, cao 1m7 ạ. 1m65-1m7 ạ. Dòng 3 tem không cầu vai nha, dòng đời 66 nha.
Đó, không có cổ vai nha, của cố vấn nha. Con này là của cố vấn nha. Dây chả còn. Dạ bác cho con cho con coi 5 phút nha. Ừ. Dây chả còn. Ai chốt con này chốt giùm em 1.900.000 mã 12, 1.900.000 mã 12 ạ. À. Ai chốt giùm em 1.900.000 mã 12 nha. Mã 12 ạ. À. Mã 12. Mã 12 ạ. À. Có cái lớp nữa đưa đìa lửa cho chị nó, chị nữa điền nữa. Cái mẹ này. Đã phục phục. Lấy 15 cây đã. Rồi em lên một con rằn ri. Size medium long. Con này nó cái đời nó bị gạch cái mực đây rồi em không thấy nha. Con này là đời 84 đây. Thân đồng của nhờ là đời 84. Đời 85 cũng có thân đồng cổ nhờ, nhưng mà đời 86 là nó thân nhờ cổ nhờ hết ạ. Con này bị dơ này. Bị dơ này. Con này em bán lâu đồng nha. Con này em bán cho anh em lâu đồng. Bị dơ tay này. Dơ này. Bị lúng một phát cho vai này. Bị lúng một phát cho vai nha. Đó, bị dơ xung quanh này. Lưu ý giùm em nha. Đây cũng bị dơ này. Bị dơ này. Kể cả cái máy chủ quay ở đâu mà mình chữa rồi đấy. Bị dơ này, con này em bán lâu đồng này. Bán cho anh em về chạy xe về đi rừng này. Sai medium long. Con này là đời 84 nha, đời 8 qua đời 85 là nó thân nhờ cổ nhờ hết rồi, nhưng mà con này dây đồng là đời 84. Đâu đục cái dây kéo đang còn ngon này. Một kéo. Ôi. Đang còn cái kéo này, còn ok. Bảy mươi đến 80 ký, cao 1 mét. Bảy mươi đến 80 ký, cao 1 mét, trên 1m7 nha. Trên 1m7 ạ. Bị dơ này, em bán lâu đồng này, anh em lưu ý giùm em này, cái kéo đồng này nha. Ai chốt con này chốt giùm em 700.000 mã số 7 ạ. 700.000 mã số 7, đồ mới con này còn 94% nha. Còn 94%. Còn 94%. Đó, ai chốt con này chốt giùm em 700.000 mã số 7 ạ. Riêng cái dây kéo này 300-400 rồi. Cái áo có 200.000 nữa. À 300.000 nữa. Đó. Rồi ai chốt con này chốt giùm em nha. Em nói nha, con này em bán lâu đồng nha. Ai chấp nhận được thì chốt giùm em ạ. 700.000 mã số 7 ạ. Rồi em lên một con size medium short. Đời 3 tem. Size medium short đời 3 tem. Đời 66. Có cầu vai này. Của cố vấn nha. Có cầu vai. Nhưng mà con này cầu vai của nó là của thằng M51. Áo thì xanh ô liu mà cầu vai, áo thì M65 mà cầu vai thì là của M thằng 51. Tại vì cái này cũng thường khi thường gặp lắm, thường xuyên hay gặp lắm. Tại vì đời 51 xong nó lên qua M65 thì nó dư vải thì nó phải may vào thằng này thôi. Giống như biệt kích có những cái tấm mặt trước thì tấm 86 mà mặt bên này thì đời 70. Vê tay còn ok này. Không lỗi gì cả. Đây có dấu tháo vết tem. Rồi ok. Cổ còn ok. Có dấu tháo tem nha. Cái chỗ này có dấu tháo tem này. Ngay chỗ cái vết này nó có cái nắp túi nó có một cái vết dơ nhẹ này. Cắt trong cái hộp nó ra thì quăng nó. Vết tay còn ok. Vết tay còn ok. Đồ mới con này còn 97-98%. 97-98%.
màu xanh. Đấy là mấy cây này bão lố. Size màu xanh ô liu đời 66 của cố vấn ạ. Có cầu vai nha. Mũ con ạ, dòng ba tem. Đồ mới con này còn 97% nha. Em có một con với em có một con mà cất từ lâu như em rình lị mà cũng được. Và em có một con cầu vai vậy á, em rình lị từ lâu như mà lị cũng được. Mười mấy cụ nó không đâu được. Nó bị mấy cái lỗi như em đã báo nha, size medium short. 70 đến 80 kg, cao dưới 1m7 nha, chịu khó giùm em mất cái dây này, túi trắng này. Bị mất cái dây nha. Bị mất dây rút dưới. Dây kéo còn ok. Màu xanh. Mấy anh nhớ để ý giùm em cái số ký nha. Đó, 70 đến 80 kg, cao dưới 1m7 này, trên 1m7 là thấp ngắn này. Rồi ai chốt con này chốt giùm em. 4.500.000 ạ, 4.500.000. 4.500.000. 4.500.000 ạ. 4.500.000. Ai chốt giùm em 4.500.000 nha. 4.500.000. Ai chốt 4.500.000 giùm em ạ. Em lên tiếp một con xanh ô liu. Size medium roller 51968 nha, lót xám nha. Lót xám ạ, lót trứng sáo nha. Lót trứng sáo ạ. Con này nó có mấy cái đếm bên ống tay này này. Lót cái khác nè. Đây đó. Cái này có dấu gấp tay V này. Đó, anh em lưu ý giùm em này. Cổ đang còn sạch này. Nha, dấu vết, có dấu vết này. À, có vết dơ đây này, anh em lưu ý giùm em này. Đây này nha, đây dính một vết dơ này này. Rồi, ống tay có một cái vết dơ đây này này. Đây có một vết dơ này này. Rồi đây có một vết dơ này, anh em lưu ý giùm em này. Rồi ngoài ra ok, không lủng rách gì cả, chỉ vì dơ như em đã báo nha. 51968 size medium roller. 51968. Dây kéo vào đang còn ok. 51968 dành cho anh em nặng 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Là 8 8 không? Dạ. Màu xanh. Đồ mới con này còn 96%. 96%, anh em lưu ý giùm em cái số ký nha. 96%. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 3.500.000 mã số 9 ạ. 3.500.000 mã số 9 ạ. 3.500.000 mã số 9. Anh em chốt giùm em 3.500.000 à 3.700.000, em nhầm nha, 3.700.000 mã số 9 ạ. 3.700.000 mã số 9, em đọc nhầm nha. 3.700.000 mã số 9. Rồi em lên một con rắn ri size Salmon Roller đời 89. Đời 89. Con này bị tháo tem, nó có một cái sợi chỉ bị bung ra đây, anh em về kiếm cặp tem may vào này. Rồi. Mũ con. Chiều nay lên đơn không anh? Rồi còn ok nha. Rồi không lỗi lầm gì cả, không lủng rách, không dơ gì cả.
Đồ mới con này còn 97%, còn mù nha, size Summon Reller 60 đến 70 kg, cao 1m65 đến 1m73. Đồ mới con này còn 97%, không lỗi lầm gì cả. Chỉ có bị cái dấu tháo tem đây em đã báo nha, một tem, hai tem, ba tem, bốn tem, bốn tem nha. 60 đến 70 kg, cao 1m65 đến 1m73. Đồ mới con này còn 97%, không lỗi lầm gì ạ. Chỉ có bị cái vết tháo tem đâu em đã báo nha. Rồi ai chốt con này chốt cho em 1.300.000 mã số 5 ạ. 1.300.000 mã số 5. 1.300.000 mã số 5. Sốt cái đắng ạ. Anh nhớ điền đây. Em lên một con Summon Reller đời 72, đời 72 đời đầu nha. Anh mày cái này em đổi lại địa chỉ Sài Gòn rồi đó, quên mất. Đời 72 đời đầu. Họ bốc hàng anh em mới chợt nhớ ra đó, không sáng anh dẫn. Đời đầu của thằng đời chứ đông ạ. Đời 72. Em khỏi chứ chỉ có con siêu trăm bông tấm lớn không? À. Cái túi này nó bị bị dơ này, túi bị dơ này, rồi ở dưới này cũng bị dơ này, anh em lưu ý giùm em là bị dơ này, rồi đây cũng bị dơ, ông tay bị dơ nha, đó bị dơ này, anh em lưu ý giùm em bị dơ này, bị dơ. Cái đường ngay chỗ cái cổ vai này nó bị bung chỉ xong nó khâu lại không được đẹp nha anh em, về đạp lại giùm em này. Dây chạc còn cổ sạch. Rồi đằng sau ok. Em cho anh xem này, ông thân ông đang còn đội mũ lai đó. Mà không có ai, chưa thấy ai vậy hết á. Còn để em có, anh kêu là anh đổi cái mũ xem là nó hai bên nó có mấy cái đường dùng dùng lại á. Có thấy đó. Nó bị bung chí nha anh em, về đạp lại giùm em này. Cái tay bị một lồ rồi này đó. Bị dơ này, bị dơ này, giùm em nha. Rồi, lỗi em đã báo. Bên này nó cũng bị bung ống tay này. Về đạp lại giùm em này. Summon Reller 70 đến 60 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Màu xanh. Dây chạc còn. Bị nặng nhất là cái lỗi này nha, anh em lưu ý giùm em này. Đó. Nghe chú ơi. Dạ, sáng mai đi, khi nào xong thì chú gọi cháu. Sớm sẽ càng sớm càng tốt nhé. Dạ, dạ. 70, 60 đến 70 kg, cao 1m65 đến 1m73. Dạ. Chú ơi. Ai chốt con này chốt giùm em. Đồ mới con này em cho đi nha. Đồ mới con này còn 95%. Ai chốt con này chốt giùm em 1.900.000 mã số 10 ạ. 1.900.000 mã số 10. 1.900.000 mã số 10 nha. Anh em lưu ý giùm em mấy cái lỗi em báo nha. 1.900.000 mã số 10. Rồi em lên một con rằn ri này. Đúng rồi, giảm nước đi máy bay nó không cho mà. Size medium reller. Anh này chưa được đâu. Đâu. Cái mẹ đổi nó lọc nó không có. Size medium reller. Đời 85. Thân đồng của nhợ. Anh này đâu lép. Đâu lóp lóp lép. Anh chắc lại bị hóp đầu. Bị hóp hay là bị ai đập lòm rồi. Về tay này nha. Về tay có dấu gấp tay, về anh em đạp lại giùm em này. À bị dơ này.
Giờ anh em về giặt lại giùm em này, em sorry. Bây giờ đây bị lúng một lỗ xíu xíu bằng lỗ tăm này. Lấy này luôn nhá. Em đi về đây. Rồi. Có dấu gấp tay chưa nha anh em, về giặt giùm em nha. Rồi đằng sau ok, em bán lâu đồng này. Chị Vinh cho đi một tí nào. Đực lên. Đứng nghỉ có bà đi. 70 đến 80 kg em bán lâu đồng nha. 70 đến 80 kg, cao 1m65, 1m73, mất dây này. Thân đồng cổ nhợ. Đồ mới con này còn 94%, ai chốt con này chốt giùm em 700.000 mã số 6 ạ, 700.000 mã số 6. 700.000 mã số 6 ạ, 700.000. Rồi em lên một con áo xanh ô liu này. Xanh ô liu này. Con này bị mất tem này. Con này chắc đời 775 76 vậy. Ống tay nó bị dơ này, à bị lúng hai lỗ bằng lỗ tăm này, còn một tem này. Đằng sau còn ok, con này vải thường ngang nha anh em lưu ý giùm em này, cái vải thường ngang là nó có cái sợi ngang ngang này này, nó nổi lên này. Có dấu gấp tay này. Bị dính sơn này. Anh em lưu ý giùm em nha. Đây bị một cái lỗi này. Nó đã mảng này. Anh em về kiếm cái tem may lên nửa này. Áo bị dính sơn này. Dính vết gì đó đó. Không phải sơn đâu. Đó. Không phải sơn. Cây này không phải sơn. Bị dính vậy nha. Anh em lưu ý giùm em nha. Đây bị dính. Bị dính sơn này. Cố sạch này, có mù này, mất tem. Em mặc vào con. Con này là size gì? Rồi, size Summon Sock 60 đến 70 kg, cao 1m, dưới 1m7 nha. Dưới 1m7 ạ. Nó bị lúng hai lỗ tăm nhỏ nhỏ đây, đây như em đã báo nha, với lại dính sơn, với vết dơ. 60 đến 70 kg. Cao dưới 1m7 ạ, 1 tem, 2 tem, 3 tem, 4 tem, 5 tem. Đồ mới con này còn 95%. Đồ mới con này còn 95%, anh em lưu ý giùm em nha, dây chạc con này. Dây vào, dây kéo đừng còn ok này. Còn 95%. Con này dành cho anh em có số ký là 60 đến 70 ký. Đó, em 69 ký này. Cao dưới 1m7 nha. Cao dưới 1m7, 5 tem rin đi theo áo. Dây còn. Lỗi thì như em đã báo, anh em lưu ý giùm em nha. Ai chốt con này chốt giùm em 1.900.000 mã số 8 ạ. 1.900.000 mã số 8. 1.900.000 mã số 8 nha. 1.900.000 mã số 8. Rồi em lên một con rần ri này. Size medium reeler. Đời 91, con này mới nha, mới 98%. Không lỗi lầm gì cả. Mù con này. Mù con nha, anh em lưu ý giùm em này, đó, mù con. Size medium reeler đời 91, thân nhợ cổ nhợ. Con này là 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Đồ mới còn 98%, không dơ, không lỗi lầm gì cả, không lủng rách gì cả, không có lủng rách gì để bảo ạ. Màu mù còn. Dây giới còn, dây tên còn. Còn 98%. Không lỗi lầm gì cả. Đó.
không lỗi lầm gì. M65 rằn ri ô liu đời 9 san rằn ri đời 91. Một tem, hai tem, ba tem. Đem zin theo áo nha. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 1.200.000 mã số 4 ạ, 1.200.000 mã số 4 ạ. Con này không có lỗi nha. Em bao lỗi nha. 1.200.000 mã số 4, 1.200.000 mã số 4 ạ. Rồi em lên một con sa mạc size small roller. Size small roller. Size small roller, con này nó có cái vết bẩn lên đây, vết bẩn dơ lên đây này. Anh em về giặt giùm em này thấy không ạ? Đó, mấy vết nhỏ nhỏ đây. Rồi, không lỗi lầm gì, con này mới lắm. Đáng lẽ con này bán cao nhưng mà do hình như là nước bẩn nó té lên á. Đây này, mấy tí lưu tiêu này về giặt này. Trên cổ này. Anh em lưu ý giùm em nha, mù con này, đó, trên cổ này. Đang còn cây này mà. Size Merum Reller, size Small Reller, đời 89, đời 89. Đây anh em lưu ý giùm em nha, nó có mấy cái vết bẩn lên đây nha, bẩn lên đây về giặt giùm em này. Em không có thời gian này. Rồi ngoài ra không lỗi lầm gì cả, đồ mới con này còn 98%. Đó, dơ chỗ dơ. Lấy 98%. Đồ mới con này 98%, không lỗi gì cả, không lủng rách, chỉ có mấy cái vết dơ em đã báo đó thôi nha, còn ngoài ra không có lỗi gì nè. Đó, mấy cái vết em đã báo đó thôi. Còn 98%. 60 đến 70 kg. Đó, cao 1m65 đến 1m73. Dây chạc còn. Đó, anh em lưu ý giùm em này, nó đẹp. Mặc sơ mạc này đẹp, em có một con. 60 đến 70 kg, cao 1m65 đến 1m73. 1m62 cũng mặc được, nhưng em cũng mặc được mà. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 1.900.000 mã số 3. 1.900.000 mã số 3. Hơi bị xa. Em báo mấy cái lỗi vết bẩn đó giặt nha, anh em giặt ra nha. Còn ngoài ra không lỗi gì nữa. Còn ngoài ra không lỗi gì nữa cả, em chỉ báo mấy cái vết bẩn đó thôi, còn ngoài ra nó đang còn đẹp lắm. Anh em nhìn cái tem. Tem đang còn cứng luôn. 1.900.000 mã số 3. 1.900.000 mã số 3. Rồi em lên một con ASU này. Con này mới này. Anh em nhìn này. Mới nha. Mới cứng luôn. Size medium short 70 đến 80 kg. Con này đời 81 nha. À đời 80. Con này đời 91. Đời 91, con này mới 99%, không lỗi lầm gì cả. Không dơ, không lủng rách, không lỗi lầm gì. Mới luôn. Size medium short 70 đến 80 kg, cao dưới 1m7 nha, đó. Cao dưới 1m7 này. Cao bằng em chỉ là vừa này. Cao dưới 1m7, mới, không có lỗi gì để bảo cả. Dòng này đời mới không có vết tay nha. Không có cái dấu gấp tay nha. Anh em lưu ý giùm em, nó không có cái dấu gấp tay đâu nha, không có cái chữ cái V tay đâu nè. 60, 70 đến 80 kg, cao 1m, dưới 1m7 ạ, dưới 1m7 nha, anh em lưu ý giùm em nha, trên 1m7 là mặc nó ngắn nha. Em 69 kg này, mặc anh nào mặc rộng thì cũng vừa này. Đó, đang còn mới luôn, vải đang còn cứng luôn, thơm. Ai chốt con này chốt giùm em 1.700.000 mã số 2. 1.700.000 mã số 2 nha. Một triệu bảy trăm mã số 2. Ai chốt 1.700.000 mã số 2 giùm em ạ. Rồi em lên một con áo xanh ô liu có calot này, phụ kiện đi theo này. Con này là size medium reller đời 72, lót xám này. Lót xám xanh. Con này màu xanh. Xanh ô liu đẹp. Xanh ô liu nha. Con này đang còn đẹp lắm. Chỉ có bị dơ nhẹ đây thôi này, anh em lưu ý giùm em này, bị dơ nhẹ này. Mù con. Màu xanh.
bị dơ hai ống tay nhẹ này. Cái này giặt bao giặt ra luôn. Được sau còn mới đẹp luôn. Ui, con này con đẹp quá. Con này đồ mới, con này còn 98%. Con này mà giặt ra phát còn 99% luôn đấy nhá. Cái này em nói là nó bị bung tí nha. Bị bung cây này anh em về đạp lại giùm em này. Cây này chưa may vào á, nó mới ghim vào thôi. Cố bị dơ nhẹ này, anh em lưu ý giùm em này, bị dơ nhẹ này nha. Về giặt giùm em này. Mấy cây này giặt ra này. Đồ mới con này còn 98%, màu xanh ô liu. Không lủng rách gì cả. Không lủng rách, chỉ có bị dơ mấy cái vết đó thôi, dơ đất à. 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Cao 1m75 đến 1m73. Ô, con này bị hư cái dây kéo rồi. Có gì mai em sửa lại này. Có gì em sửa lại nha. Nó bị bẹp ra, mai em thay thay cái dây kéo vào, à, thay cái đầu vào. Rồi, em bán nha. Mới 98%. Con này anh em nào chốt thì nhắc giùm em thay cái đầu, theo cái đầu kéo nha, cái đầu kéo nó bị híp lại rồi. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 4 triệu mã số 1 ạ, 4 triệu con này xanh lè mới luôn. Con này em tính bán 4,5 triệu đến 5 triệu mà nó bị cái này rồi, mai em phải xử lý lại nha. Anh nào chốt thì em hứa là sẽ bao lại cái kéo đàng hoàng luôn nha. Nghiêm chỉnh là em chỉ thay cái đầu này thôi. Cái đầu này nó bị ấn vào đây rồi, mai em thay cái đầu hoặc là em sửa lại nó sẽ sẹp ok. Em sẽ quay qua video cho anh em ạ. Đó, nó bị híp một tí thôi. Có gì mai em sửa lại cho anh em. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 4 triệu mã số 1. Con này cá lót luôn mới. Con này em bán là cá lót luôn nha. Anh em lưu ý giùm em nha. Đó, em 69 kg mặc cân vừa này, 70 đến 80 kg, cao 1m65 đến 1m73. Con này màu xanh. Ai chốt 4 triệu mã số 1 giùm em ạ. Nhưng mà nhắc giùm em mai em sửa lại dây kéo, không để tiền riêng em sửa luôn. Nha. Rồi. Em chào cả nhà, ai thích con nào thì gọi điện chốt giùm em nha. Rồi em chào ạ.